Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 104. Bạn từ xa đến. Hòa thượng trừ việc giữ chức giám học của học viện giới luật, sau đó có truyền giới đàn, lại đảm trách chức tôn chứng A Xà Lê. Tam sư thất chứng thật ra phải do đại đức Cao Tăng đảm nhiệm, trong khi hòa thượng vốn thọ giới cụ túc không bao lâu. Đây cũng đủ thấy lão hòa thượng một lòng thiết tha ủy thác trọng trách này cho sư phụ. Đến mùa đông năm ấy, có một vị sinh trưởng trong gia đình đạo Thiên Chúa giáo ở nước Mỹ, cô cư sĩ Ananda Senin, nhất tâm nghiên cứu Phật học, hâm mộ thiền đức của lão hòa thượng Hương Dân. Thông qua ban ngoại giao giữa hai nước Trung Mỹ, có việc trùng dương tới chùa Nam Hoa tham lễ hư lão. Lúc đó hòa thượng đảm nhiệm chức vị tổng giám thị ở Nam Hoa tự. Theo lời cô yêu cầu, hư lão và hòa thượng chụp hình chung với cô để lưu niệm. Hòa thượng kể: "Tôi thường không thích chụp hình chung với người khác. Có người hỏi tại sao thầy không thích chụp hình? Bởi vì chụp nhiều quá rồi cũng giống như ăn nhiều món vậy, ăn quá nhiều rồi tức không muốn ăn nữa. Tôi đã chụp hình quá nhiều rồi nên không muốn chụp ảnh nữa. Thí dụ như trăm ngàn ức quá thân, tôi mà chụp nhiều hình quá như vậy sẽ quá tan hết luôn mà chạy vào lòng đất. Tôi hiện nay phải lưu lại một chút để không đi mau như vậy. Cho nên tôi tuy thích chụp hình nhưng hiện tại cũng không chụp." Có người nói: "Con cũng học theo sư phụ như vậy." "Thế thì không được, các vị vẫn không đủ tư cách. Tôi đã ở trong Phật giáo lâu thế này nên đã có không biết bao nhiêu tấm ảnh rồi. Có thể nói là toàn bộ thế giới đều có, mỗi một quốc gia đều có hình tôi." Phụ lục. Hòa thượng khai thị trong khóa thiền thất ở Nam Hoa tự: "Các vị đại đức và thiền tri thức, nói đến pháp môn tâm địa là pháp tối cao vô thượng, nhưng thật có thể tự chứng tức mới được giải thoát. Đây không phải là chuyện dễ làm. Chính tôi chưa nghiên cứu pháp môn này một cách thâm sâu, nên điều tôi nói đây không phải là cốt tủy mà chỉ thuận miệng nói ra thôi. Trước hết nói về tham thiền cầu chứng, tức không rời tự tâm, sau đó mới có thể chứng đắc. Nếu không như vậy, rốt cuộc không thể đạt tới mục đích. Tôi nay chỉ lấy ba chữ giới định huệ làm đề tài thảo luận. Nói đến chữ giới này, trong thiền tông biểu hiện rất thư giãn. Việc chạy hương, coi thiền, tịnh khẩu, không khởi tạp niệm, đều là thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, nên có thể nói đó đã là giữ giới trong cái không giữ giới. Tất nhiên nếu có thể giữ được chữ giới, đương nhiên thân tâm được an tịnh mà đến chữ định. Do trước sau như một, dần dần sáng tỏ, bèn khai trí huệ, vậy cũng là đạt đến chữ huệ này rồi. Một khi đầy đủ giới định huệ, tức tới cảnh giới giác ngộ, lúc đó trong không có ta, ngoài không có người, cho đến sơn hà đại địa, xâm la vạn vật, tất cả đều không có, tất cả đều là không. Không vô sở chứng, vô vô sở vô, tịch trạm tự tại, trở về cái gốc bổn lai của mình. Lúc này cũng không có văn tự, ngôn ngữ nào biểu đạt, không có suy nghĩ phân biệt nào đo lường được. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chứ gì, nếu chúng ta có thể buông bỏ hết tất cả vô minh phiền não, nhân ngã cống cao, xiểm khúc hư vọng, sau đó miên miên mật mật, tinh tế tham cứu thời đầu, là một chữ ai. Và tham đến sơn cùng thủy tận, nước cạn núi mòn, lại tiến thêm bước nữa, đến đỉnh dốc cao buông tay, không sanh chỗ nào tự nhiên sẽ giải thoát. Cho đến lúc đó mới biết tại sao nên đại tổ sư tốn nhiều công sức khổ nhọc như thế để được gì? Tham thiền. Ha ha ha, 问什么的说